tạo lập khoảng 20 website với tên gọi, giao diện, hình thức giống như là một cơ quan báo chí chính thống, để từ đó thu thập thông tin, đăng tải, viết bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm của tổ chức và cá nhân, rồi gây sức ép đe dọa tới các đơn vị này nhằm là chi tiền để gỡ bài hoặc là sửa bài. Mới đây, một ổ nhóm gồm 3 đối tượng mạo danh các phóng viên nhà báo để chiếm đoạt tài sản đã bị Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Với kinh nghiệm từng làm một nhà báo, Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên, đã mở các trang web, trong đó có giao diện giống các website của báo chính thống như Thanh tra Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam để đánh lừa người đọc. Sau đó, Dũng yêu cầu Nguyễn Phước Hải, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định, đi ghi nhận, chụp ảnh các đơn vị, cá nhân có công trình vi phạm trên địa bàn Hà Nội để viết bài, đăng tải lên các trang web do Dũng quản lý. Sau khi đăng bài, Nguyễn Phước Hải, với tư cách là cộng tác viên tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, cùng một đối tượng khác là Đinh Tiến Sơn, sinh năm 1998, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, sẽ chuyển các đường dẫn báo cho các đơn vị có sai phạm để đe dọa, yêu cầu chi tiền gỡ hoặc chỉnh sửa bài. Trước đó là em biết là có, em cũng bảo với chỗ anh Dũng là nhiều lần là thôi, việc này trước sau gì cũng lộ nên dừng lại, thì anh Dũng bảo kệ, tranh thủ thời điểm này không bên nào lên được bài, mình lên được thì mình cứ tranh thủ, nhặt được cái nào thì nhặt. Tôi thấy việc làm tôi là sai, nhưng là tôi mong sự công hồng của pháp luật. Khuyến cáo với các đơn vị quản lý xây dựng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nếu có cá nhân, các tổ chức là dựa trên cái với lý do là phóng viên của các báo tạp chí và doanh nghiệp mà đến liên hệ và yêu cầu cung cấp tài liệu và cung cấp bài và đưa các đường link của cái nội dung của các báo lên các cái trang báo và yêu cầu để gỡ bài và gây sức ép để chiếm đoạt tiền, thì đề nghị liên lạc với liên hệ với cơ quan công an để điều tra làm rõ cái thủ đoạn của cái gì này. Cùng thủ đoạn tương tự, từ năm 2019 đến nay, Dũng còn dùng nhiều trang web và liên kết với một số tạp chí để đăng bài sai phạm, đe dọa một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.